Một, anh là ai? Hai, từ đâu sinh vào đây? Ba, đến đây để làm gì? Bốn, bao lâu nữa mới chết? Năm, chết đi về đâu? Ai là người đã hiểu biết mình thì hãy trả lời những câu hỏi này đi. Chúng tôi tin chắc rằng mọi người sinh ra trên hành tinh này chưa ai trả lời đúng những câu hỏi này. Chưa trả lời đúng những câu hỏi này là chưa có đức hiếu sinh. Vì chưa có đức hiếu sinh, nơi họ không làm sao hiểu được họ. Thường thường người ta sống theo bản năng thói quen, tức là sống theo nghiệp báo của nhân quả, chứ không phải sống theo sự tự chủ điều khiển thân tâm. Nhưng họ cứ nghĩ tưởng rằng mình đang sống tự chủ. Kỳ thực, họ sống theo tâm, tham, sân, si, mạn, nghi. Họ sống trong cái dục, chứ chẳng có gì là sống cho họ cả. Họ là những người nô lệ cho nghiệp báo. Họ là những người tai sai cho giặc sinh tử luân hồi. Họ là một con người mất tự chủ, mất tự do, mất quyền sống. Chính vì họ không hiểu họ, có đúng như vậy không quý vị? Ví dụ, họ muốn ăn là họ sống theo dục ăn, chứ đâu phải họ sống chủ động theo ăn của họ. Họ muốn đi nói chuyện là họ đi nói chuyện, đó là họ sống theo dục nói chuyện, chứ đâu phải họ sống cho họ. Họ muốn ngủ là họ đi ngủ, đó là họ sống theo dục, chứ đâu phải họ sống cho họ đâu.